Xin chào tất cả các bạn. Canada luôn nằm trong top những đất nước sinh viên quốc tế mong muốn được đến để sinh sống và học tập. Hàng năm thì số lượng sinh viên nộp hồ sơ xin visa du học Canada ngày càng tăng và Việt Nam cũng không ngoại lệ. Và hiện nay thì Canada đã có những chính sách xét visa ưu tiên mới giúp cho các sinh viên có thêm nhiều cơ hội du học tại những trường, các học viện, đại học nổi tiếng nơi đây. Trong đó phải kể đến là trường cao đẳng công lập Centennial. Vậy thì chương trình mới xét visa ưu tiên không cần chứng minh tài chính là chương trình gì? Du học Canada, trường cao đẳng công lập Centennial Canada có cần chứng minh tài chính hay không? Và các chuyên ngành đào tạo của trường cao đẳng công lập danh tiếng này ra sao? Thì ngay bây giờ đây, Tân Đại Dương sẽ chia sẻ ngay một cách cụ thể và chi tiết hơn cho các bạn biết nhé! Du học Canada không cần chứng minh tài chính xét visa ưu tiên. Canada Express Study, gọi tắt là CES, là chương trình được áp dụng cho các sinh viên đăng ký theo học tại các trường cao đẳng thuộc thành viên của Hiệp hội các trường cao đẳng và Học viện Canada, gọi tắt là CICAM. Và trường cao đẳng công lập Centennial cũng là thành viên trong số các trường ưu tiên không cần chứng minh tài chính nha các bạn. Centennial là trường cao đẳng đầu tiên của Canada, được thành lập vào năm 1966, tọa lạc tại Toronto, thành phố lớn nhất của bang Ontario và nước Canada. Trong khi Toronto là một trong những thành phố năng động và nổi tiếng nhất thế giới và cũng được xem là một trong những thành phố an toàn nhất Bắc Mỹ, thì Centennial có truyền thống đào tạo sinh viên quốc tế trong hơn 47 năm qua. Đây cũng là trường cao đẳng công lập đầu tiên được thành lập tại Toronto, đáp ứng các tiêu chuẩn được thiết lập của Bộ Giáo dục Ontario. Với 80% sinh viên tốt nghiệp từ trường đều có việc làm ngay trong vòng 6 tháng và hơn 2/3 tổng số sinh viên được các nhà tuyển dụng đánh giá cao. Hiện tại với hơn 160 ngành học toàn thời gian và bán thời gian ở các cấp độ từ chứng chỉ, cao đẳng đến đại học, thì Centennial College là nơi học tập lý tưởng nhất mà bạn có thể theo đuổi. Bên cạnh đó, Centennial còn là một trong những trường cao đẳng phát triển nhanh nhất của tỉnh Ontario với 4 cơ sở hiện tại, đào tạo hơn 12.000 sinh viên toàn thời gian, 28.000 sinh viên bán thời gian đến từ 100 quốc gia khác nhau trên thế giới. Các chương trình học của trường cao đẳng Centennial sẽ bao gồm như sau. Đầu tiên là chương trình Foundation. Đây là chương trình dự bị dành cho các sinh viên chưa có đủ điều kiện đăng ký tham gia các khóa học cao đẳng của trường. Trong chương trình này sẽ giúp cho sinh viên cải thiện khả năng tiếng Anh, trang bị cho sinh viên những kỹ năng học tập cần thiết ở môi trường cao đẳng cũng như là kỹ năng nghiên cứu hay là viết bài luận tiếng Anh. Thứ hai là chương trình cao đẳng, cấp chứng chỉ và đại học. Chương trình này sẽ cung cấp cho sinh viên các kiến thức về các chuyên ngành mà các bạn lựa chọn, chuẩn bị hành trang về kỹ năng chuyên môn cho các sinh viên để đáp ứng được các yêu cầu của công việc cũng như là của các nhà tuyển dụng sau khi ra trường. Thứ ba là chương trình Postgraduate. Đây là chương trình mang lại cơ hội học tập tốt nhất cho sinh viên muốn nâng cao trình độ sau đại học. Chương trình này sẽ đào tạo từ 1 năm cho đến 2 năm, mang tính chất thực tiễn với ngành nghề đa dạng cho sinh viên có nhiều sự lựa chọn khác nhau. Thứ tư là chương trình Fast Track. Đây là chương trình ngắn hạn đáp ứng nhu cầu cho nhiều người muốn bổ sung kiến thức và kinh nghiệm của mình. Bên cạnh đó, chương trình này còn giúp tiết kiệm chi phí thời gian nhằm gia tăng cơ hội việc làm cho chính bản thân của các sinh viên. Thứ năm là chương trình Language Learning. Đây là chương trình đào tạo Anh ngữ chuyên sâu, giúp cải thiện tiếng Anh của sinh viên nhanh chóng, cung cấp cho sinh viên những kỹ năng tiếng Anh cần thiết, đủ tiêu chuẩn để tiếp tục theo đuổi các chương trình học cao hơn. Và cuối cùng là chương trình Co-op. Đây là chương trình với sự kết hợp giữa kiến thức học thuật và chương trình thực tập hưởng lương tại Canada, giúp cho sinh viên hiểu sâu hơn các kiến thức được học trên giảng đường và tích lũy thêm kinh nghiệm thực tế trong quá trình làm việc của mình. Sinh viên sẽ được nhận mức lương xứng đáng với năng lực của họ và giúp họ cải thiện thêm thu nhập để trang trải cho những dự định sắp tới của các bạn trong đất nước Canada. Kỳ nhập học tại trường cao đẳng công lập Centennial, đầu tiên là chương trình tiếng Anh với kỳ đông là vào tháng 1, kỳ hè vào tháng 5, kỳ thu vào tháng 9 và các chương trình khác sẽ bao gồm như sau. Kỳ đông vào tháng 1 và kỳ thu sẽ vào tháng 9. Yêu cầu tuyển sinh của trường như sau. Chương trình chứng chỉ và bằng cấp cao đẳng với điểm IELTS 6.0 hay điểm TOEFL IBT 79 trở lên. Đối với chương trình cử nhân, điểm IELTS yêu cầu 6.5 hay điểm TOEFL IBT 92 trở lên. Nếu sinh viên không đạt yêu cầu đầu vào thì có thể tham gia vào khóa học tiếng Anh của trường với điều kiện tiếng Anh là TOEFL IBT 42 hay IELTS 4.0. Các bạn ơi, ngoài các yêu cầu đầu vào của trường cao đẳng công lập Centennial thì để tham gia chương trình xét visa ưu tiên Canada Express Study CES không cần chứng minh tài chính thì các bạn cần phải có thêm những yêu cầu như sau.
Đầu tiên là các bạn cần được nhận vào một khóa học toàn thời gian của một trường thuộc thành viên CITAN, bao gồm khóa học ESL cộng với khóa chính, bằng chứng chi trả một năm học phí bao gồm 2 học kỳ, đạt tối thiểu IELTS 5.0, mua giấy chứng nhận đầu tư đảm bảo trị giá 10.000 đô la Canada tại ngân hàng Scotiabank để trả chi phí sinh hoạt trong năm học đầu tiên tại Canada. Và các bạn hãy nhớ khám sức khỏe trước khi xin visa tối thiểu 1 tuần các bạn nhé. Cuối cùng là các bạn nộp hồ sơ xin visa 60 ngày trước ngày nhập học với phí ghi danh là 200 đô la Canada. Tới đây thì thời lượng dành cho chuyên mục tìm hiểu du học Canada đã kết thúc rồi. Nếu mà các bạn còn thắc mắc về chương trình Canada Express Study tại trường cao đẳng công lập Centennial thì các bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi là công ty Tân Đại Dương qua địa chỉ mặt tiền là 148/1 đường Trần Quang Khải, phường Tân Định quận Nhất. Số điện thoại là 0838484879. Ngoài ra thì Tân Đại Dương còn có 2 chi nhánh khác là tại quận 5 và tại thành phố Nha Trang. Lưu ý là Tân Đại Dương không có chi nhánh ngoài Hà Nội nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.